chúng ta đến với phần giới thiệu của bạn gái nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Phương Thảo, 31 tuổi, hiện đang làm giáo viên mầm non. Quê em ở Bến Tre và hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy vậy Thảo? Dạ, em ở Bình Tân ạ. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Thi, sinh năm 1990. Em quê gốc là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại em đang ở quận 12 ạ. Quận 12. Em cũng có đang làm ở trường ở Bình Tân luôn. Trường gì? Trường Bình Hưng Hòa. Mình làm gì? Mình làm dạ con... em làm giáo viên dạy môn khỏe ạ. Trời ơi, vậy là hai người giáo viên ngồi đây luôn rồi. Vậy là khỏe rồi ha. Coi như mình vẽ cho nít coi cũng được. Dạ, có sự tương quan nhau, hai người cũng có học vẽ nhau. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em đó là em biết nấu được nhiều món ăn, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với mọi người. Thì đặc biệt là rất là trân trọng cái tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm thì em hơi bị rụt rè trước những người khác giới. Mình quen với mấy em nhỏ nhỏ nhưng mà mình hơi e thẹn với người lớn, với người không quen. Cái này nó có cái cách để mình giải quyết vấn đề hết ạ. Dạ, con cũng đã từng học, cũng tham khảo rồi, cho nên con cũng có sự thay đổi nhiều hơn. Vậy có gì sau chương trình cái thầy hỗ trợ cho bạn ấy thay đổi cái khuyết điểm của bạn ấy nha thầy nha. Dạ ok ạ. Dạ. Còn rồi. Bên mình là ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm đầu tiên là con thân thiện và giúp đỡ mọi người, biết nấu ăn, hay thích sáng tạo những món mới. Còn cái khuyết điểm của con là con cũng hay nóng tính nhưng mà vẫn kiềm chế được. Con bỏ đi cho chỗ nào đó có cái không khí thoáng hơn rồi chút xíu lại là con. Tức là mình nóng thường. Là mình biết mình nóng ha. Dạ biết ạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ đối với đường tình duyên của con thì từ nhỏ lớn thì con không có quen ai nhiều, chỉ con có một cái mối tình đơn phương như là say nắng luôn á. Tại vì cái cô gái này hay giúp đỡ con rồi cũng như trong quá trình học á. Nhưng mà con chưa có thổ lộ với bạn này. Hiện tại bây giờ cũng là qua cái mức độ bạn bè thôi. Ví dụ như con khó khăn cái gì alo cái là bạn đó giúp, hay là bạn đó muốn giúp đỡ cái gì alo cái là con giúp lại. Giờ vẫn còn. Dạ, vẫn mối quan hệ bản thân thôi ạ. Dạ chào thầy. Dạ, ủa chào thầy ơi, thầy cho học trò hỏi là mình đơn phương như vậy là bao nhiêu năm rồi? Nếu tính ra thì từ năm trung học phổ thông, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Thiệt là hết không? Dạ hết. Mình chưa thổ lộ với người ta. Dạ. Mình chưa biết người ta từ chối hay đồng ý mà sao mình biết là mình hết? Tại vì bạn đó thường hay chia sẻ nói thôi tôi có người yêu rồi, ông cũng nên tìm người yêu đi chứ ông mà cứ độc thân như vậy hoài thì cũng mẹ ông cũng lớn tuổi rồi, cho nên còn cần phải có người để quan tâm chăm sóc cho mẹ ông thêm. Có nghĩa là hai người cũng nói chuyện hợp ý nhau lắm nhưng mà cái vấn đề về tình cảm thì không có tiến tới. Dạ không có tiến không tới không thể tới. Dạ. Thế là bây giờ chị đặt trường hợp nếu như bạn đó trải qua nhiều cái cuộc tình, bạn ấy đi một vòng rồi bạn ấy mới phát hiện ra à cái người đó là cái người mà cảm thấy là chân thành với mình nhất, thì bạn đó đặt trường hợp với em thì em sẽ xử lý như thế nào? Tại vì tính của em cũng rất là rõ ràng, bạn là ra bạn, còn tình yêu là ra tình yêu, người yêu của mình là mình phải bảo vệ, phải chăm sóc. Rồi, ngon lành, chị Lan an tâm. Còn nhà gái, đường tình duyên sao? Bên đây là còn Trinh Nguyên đó. Dạ. Bên kia Trinh Nguyên thì bên em cũng rất là trong trắng, tại vì thật ra em cũng chưa có mối tình nào. Thôi hay vậy. Dạ thì lúc trước em cũng có tìm hiểu một vài bạn, nhưng mà sau đó thì thấy nó không có phù hợp cho nên mình kết thúc sớm luôn. Nay cặp đôi đồng trinh coi như là khổ trước mà sướng sau. Đúng, bây giờ khổ là khổ trước sướng sau thế mới giàu. Giàu trước sướng sau lại càng đau. À. Thôi nói vậy thôi, bài hát thôi mà. Ừ. Đừng buồn nữa nha. Bây giờ này các bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình yêu của các bạn nè. Nhiều khi ở cái tuổi này chín chắn rồi, cảm nhận cái tình yêu nó khác, yêu là hẹn luôn hò nó sẽ khác nữa, nó không bồng bột giống như ngày xưa. Rồi, em gái, bây giờ muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi. Quan trọng là tính cách là phải là một người chín chắn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chia sẻ, biết yêu thương và bảo vệ em. Rồi, bên đây có đủ luôn. Bên đây đủ, dễ thương, bên đây là cái gì cũng có hết trơn á, có chín chắn luôn. Đúng rồi. Điểm gì không thích ở đàn ông? Dạ, điểm không thích là lăng nhăng, cũng như là cái sự mập mờ ở bên đó. Cái điểm này khỏi phải lo bên đây. Dạ, không à, dứt điểm à, cái gì chắc chắn ở đó. Cái gì dứt điểm ở đó. Dạ. Đây sát bên là khỏi lăng nhăng nữa, yên tâm. Rồi. Dạ không, rượu chè. Dạ không ạ. Không có luôn. Có thuốc không trai dạ, ơi? Dạ không,
cà phê, nước đá gì không có gì. Đỡ tốn kém dễ sợ luôn. Không ăn uống gì luôn. Dạ, ăn uống thì vẫn bình thường. À, quên quên, ăn uống bình thường chứ quên. Dạ. Rồi, còn không thích gì nữa không? Dạ, như đó đủ rồi. Vậy ngon rồi. Ngon lành. Nhà trai tôi 100% luôn rồi đó. Còn mẫu hình bạn gái sao, nói cho bà mối bà nghe. Dạ, mẫu hình bạn gái của em thì rồi chiều cao thì khoảng 1m45 trở lên được ạ. Nói chung hai bạn này là nó giống như hai cái bánh răng vậy, bây giờ ráp vô khớp chạy. Làm gì vận hành cái máy. Làm gì nói máy móc chi mệt, hai mảnh ghép, hai nửa mảnh ghép đang tìm đến nhau. Thì tại vì tôi không có biết văn chương. Nói gì bánh răng, bánh xe gì. Thiệt, nói chung là nói như chung hai cái nồi đã có nắp. Nồi. Nói vậy cho nó gọn. Đó, đó, nói vậy đi. Ừ, vậy đi. Có cái điểm gì mình không thích ở phụ nữ không cơ? Tóc thì nhộm vàng bình thường thôi, đừng có nhộm lè lẹt quá. Trang điểm thì vừa được rồi. Ở vậy được chưa? Dạ, chị Ngọc Lan là quá xinh đẹp ạ. Dạ. Trang điểm với nhuộm tóc dạ, không? Không có, tóc ta tóc đen đàng hoàng. Bây giờ mình hỏi kiến người thân coi sao. Dạ. Rồi mình mở rào nha. Cô giáo đi với ai? Dạ, em đi với các bạn đồng nghiệp. Dạ, chào các cô ạ. Dạ, xin chào chương trình. Xin chào anh Huyền Linh và chị Ngọc Lan. Nói về Thảo đi ha. Thảo thì là người dân miền Tây. Đặc điểm mà nổi bật rất là chân thật, chịu thương, chịu khó lắm. Ở bên đây lúc nãy bạn chia sẻ là có khoảng là bạn nóng tính. Thì bạn có thể yên tâm về cái khoảng đó. Vì Thảo rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở với một người như thế này thì bạn không có cơ hội để nóng tính đâu. Bạn trai bên đây thì rất là chân thật và thấy được cái sự nghiêm túc của bạn ngày hôm nay. Khi mà bạn đến, bạn chuẩn bị rất là chu đáo. Đến đây là đã một cái duyên rồi. Thì mình nghĩ là cơ hội đến rồi đó. Thì hãy nắm bắt luôn đi. Thì mong hai bạn sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm được cái hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Hay quá. Cô giáo nói chuyện tuyệt vời luôn. Thật ra với những cô giáo mầm non thì Quyền Linh và nhiều người rất là yêu quý, trân trọng và thậm chí là rất là thương luôn. Bởi vì luôn luôn giữ con của người khác. Mình như một người mẹ hiền vậy, chăm sóc từng ly từng tí luôn. Cảm ơn nhiều. Bây giờ thì em đi với ai? Dạ em đi với anh họ, anh Ân Họ. Anh họ. Rồi, chào anh họ. Chào anh ạ. Lời đầu tiên em chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Ý của em cũng như là ý của bạn bên nhà gái thôi. Hai bạn có cơ hội, nắm bắt cơ hội và trao nhau cơ hội. Dạ hết rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn. Ngắn gọn thôi. Nắm bắt cơ hội, trao cơ hội là được. Dạ. Bây giờ mình mở rào. Mở rào thôi. Cho các bạn nắm bắt cơ hội, trao nhau cơ hội nha. Mở rào. Mời thầy, mời cô. Dạ, mình chào bạn ạ. Dạ, chào. Dạ, gửi cho bạn một món quà. Dạ. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà gửi cho. Dạ, cảm ơn bạn. Em đi. Ta nó kêu bằng anh mình. Em nên đọc cái bài này trên sân khấu đi, nó sẽ hay. Tại vì cái này là tự anh sáng tác luôn á. Dạ, vậy em đọc. Dạ, hay đọc từng trang nó sẽ có cái cảm giác khác nhau á. Mình dơ lên cho khán giả xem luôn nào. Đưa đây, chị Ngọc Lan phụ cho. Một cái cuốn sách handmade do thầy làm tặng cho cô giáo. Đây, rất là dễ thương. Rất là mầm non, cà phê nha. Đây, xem phim nha, màu tím là xem phim nha. Có hôn nhau không? À chưa, đi du lịch nha. Rồi, đây là Hello, chương trình bạn muốn hẹn hò. Dễ thương lắm, em đọc đi. Dạ, hello chương trình bạn muốn hẹn hò. Bạn gì ơi, mình cho nhau cơ hội nha. Cho Thi xin số điện thoại hoặc số Zalo nha. Thi muốn nấu nhiều món ngon cho bạn thưởng thức. Phòng mong đợi. Phòng anh chiếc bóng một mình. Tìm người thương cảm, kết thành lứa đôi. Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Những khi giá lạnh, những hồi thu đông. Đêm đêm bầu bạn ấm nồng. Gói triều chăn ấm, tơ đồng kết nhau. Kết nhau nên nghĩa trầu cao. Thủy chung son sắc, đượm màu yêu đương. Yêu đương tợ nghĩa, mến thương. Trao người thương mến tận tường ai ơi. Ai ơi, anh tơ mấy lời. Mãi mong tình đẹp trọn đời bên nhau. Dễ thương quá. Trời. Nếu mà mình có một trải qua một giai đoạn nữa thì mình sẽ tiến xa hơn tình bạn. Cuối cùng mình sẽ đi ăn. Rồi đến gia đình với nhau. Bây giờ cô giáo, mình hát tặng lại cho thầy giáo cái gì đi cho nó tình cảm đi.
Đến chương trình thì em cũng tặng cho bạn trai cũng như là chương trình một đoạn nhỏ. Xuân xuân về, đôi lứa mừng vui, xuân lên chùa ước nguyện tình riêng, mong ngày sau duyên sẽ nên đôi, anh và em sống bên nhau suốt đời. Dạ, anh có thể mở cái món quà ra. Dạ, món quà của em thì chỉ là một cái cây quạt thôi. Thì quạt như là tạo ra gió và em cũng giống như nó là sẽ thổi vào anh một cái luồng gió mát cho cuộc đời của anh. Cảm ơn, món quà của em rất là có ý nghĩa. Ở đây thì mình đến cái chương trình này là một cái duyên. Mọi thứ nó đều đã có sắp đặt sẵn rồi. Thì mình chỉ cần là gặp đầu nhau và để tìm hiểu nhau nữa là được. Qua cái thời gian tìm hiểu thì không biết là em sẽ dự định bao lâu mình sẽ tiến tới và lập gia đình. Thời gian á thì nó cũng không phải là quan trọng lắm, mà nó quan trọng là việc mà cái tiến độ tình cảm nó đi tới đâu. Đúng rồi, nó đúng có rồi. Nhanh hay chậm. Dạ đúng rồi. Mình có tìm hiểu kỹ hay chưa. Dạ. Rồi mình mới tiến tới không nha. Rồi bây giờ thầy bước tới nắm tay cô giáo, nói những cái suy nghĩ của mình, cảm xúc về cô giáo thế nào. Anh đây là cũng là 30 mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên được nắm tay bạn nữ luôn. Hy vọng là chỉ còn có gật đầu đồng ý nữa thôi. Mình yêu nhau được không? Dạ. Thì em nghĩ tới đây cũng là duyên rồi, mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nha. Rồi ok, thứ bảy chủ nhật có thể rảnh để hẹn hò với nhau được không ạ? Dạ thì em thấy bận thì cũng là bận cái thời gian mình đi dạy thôi, còn buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì rất là rảnh. Rồi, về chỗ nào? Cặp đôi này không bấm, tôi đè tôi bấm luôn đó. Đúng rồi đó, thôi bây giờ là không có nói năng gì nữa hết trơn. Đếm một. Một, hai, ba. Bây giờ chính thức mình hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Xin hai bác cho con ôm Thảo một cái. Dạ, xin hai bác ạ. Dạ, cho con ôm bạn ạ. Đúng, ba mươi mấy năm đó, chắc vô. Đứng nguyên. Sao tôi nhớ hồi xưa lúc mới yêu nhau quá trời, nó kiểu thẹn thùng, chặt chút xíu coi sao đứng chứ. Thầy thấy thôi, sao thầy? Ngại. Hả? Cô giáo ngại. Có nghĩa là mình đi hẹn hò nhiều hơn nữa để tìm hiểu cho nó rõ. Đúng rồi. Chúc cho thầy cô giáo sớm tìm được tiếng nói chung và sớm về chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, thổi cơm chung một nồi, ngủ chung một giường. Như là người mẫu, tôi đứng gần tôi còn sợ lép vế, phải ngồi xuống trước. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Ngọc Hiếu. Rồi, mình đợi bạn nam của mình nha. Thôi, xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ. Bạn tên gì? Em tên Mạnh ạ. Bạn là người ở đâu? Em người Đà Nẵng. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Cách đây 10 năm rồi. 10 năm, bạn vào đây làm nghề gì? Em làm hiện đang là quản lý kênh bán lẻ. Quản lý cả một kênh bán lẻ luôn. Dạ. À chắc cũng lanh lợi lắm mà nha. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 85. Bên đây tên Mạnh ha. Rồi 30 tuổi. Dạ. Em 22 tuổi. Em 22 tuổi, hiện nay mình đang làm công việc gì? Dạ, em là sinh viên mới ra trường. Ồ, chị cứ tưởng em người mẫu chứ em. Dạ, em người mẫu ảnh. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m68. Cao quá, sao cao luôn, chị đứng gần chị lùng tè luôn. Rồi xong, bên đây xong. Một cô gái chân cũng dài. Chân dài mà học giỏi nha. Mà đi đến đây tìm người yêu, tôi không hiểu sao rồi nha. Em cũng thấy hơi thắc mắc. Hơi thắc mắc đi. Rồi dạ. Em trả lời thắc mắc của ảnh đi. Dạ, nguyên nhân lớn nhất là do bà nội của em rất thích chương trình này. Bà nội em là người thúc em tham gia chương trình. Ủa vậy tại bà nội em mới ế hả sao? Lý do mà em không có bạn trai là do thứ nhất là em cũng lo đi học, đi làm thêm, với lại ở nhà em cũng xa trung tâm nên bình thường 7-8 giờ là nhà em ngủ hết trơn rồi. Nên em cũng không đi chơi khuya được. Rồi bên đây nhìn có duyên lắm á, giống diễn viên Trung Hiếu ở Hà Nội á. Tại sao lý do bạn lại đeo khăn rằng? Cái này nó cũng rất là hữu ích khi mà em đi phượt. Thích đi phượt? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe bạn gái bên kia nói như vậy, bạn cảm nhận là có một cái giống gì cái đối tượng của mình đang tìm không? Em thấy cũng mém mém rồi đó. Cái mẫu người của bạn tìm là như thế nào? Nói về ngoại hình đi, em rất là nghe lời của ông cha, nhất dáng nhì da thứ ba mới là đẹp. Em vẫn ưu tiên về dáng, về ngoại hình. Bạn muốn dáng sao? Chuẩn là được chị ơi. Chuẩn là sao ông Mạnh? Da thì trắng cỡ cỡ ngọc trinh là vừa. Bên đây trề môi rồi kìa. Vậy còn bạn gái của mình á, thời gian rảnh rỗi mình có đi chơi đồ gì nữa đâu không?
Dạ, ít lắm. Em thường ở nhà không à chị? Về nhà làm gì? Ở nhà thì ngủ sớm. Em cũng có một em trai học lớp 6 nên thì chơi với em trai, nói chuyện với người nhà thôi chứ không có đi chơi đâu. Ngủ sớm là mấy giờ? 8 giờ đóng cửa, 9 giờ là ngủ hết. Trời đất ơi, hơi sớm nha. Vậy giờ nếu có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai để mình tìm hiểu nhau cái giờ nào? Em thấy bạn trai mà chịu được thì quen, không được thì thôi. Ví dụ bạn trai mà rủ suốt ngày đi đi bar, đi khuya hoặc là em thấy là không hợp lý, là không phù hợp rồi. Nhưng mà cũng phải có thời gian để đi với bạn trai chứ. Đi về khuya thì phải xin ý kiến của bà má em. Vì là nhà bà má đón khó em lắm á. Chở em về đàng hoàng. Về sinh thì có thể làm gia đình em cho em đi được tới mấy giờ? 10 giờ. Ủa má em bao nhiêu tuổi mà hơi bị khó vậy em? À, mẹ em 40. Rồi, 40 thì trẻ măng hả? Trẻ dữ nha. Thầy, bạn thấy bằng gia đình mình nó khó vậy mình tính sao? Không vấn đề gì anh. Khi mà em nghe bạn gái nói như thế thì em thấy gia đình bạn rất là gia giáo. Em rất là thích như vậy. Như vậy là tốt đúng không? Dạ đúng. Mình thấy mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Điểm mạnh của em là giỏi võ. Giỏi võ? Dạ, em học viện Xuân Quyền. Rồi, gì nữa? Khuyết điểm của em là thiếu kiềm chế. Rồi đánh ta hả? Giỏi võ mà thiếu kiềm chế hả? Mấy người học võ phải có biết kiềm chế chứ. Thì em mới nói đó là khuyết điểm. Có bao giờ đánh ta chưa? Sư phụ dạy là không có nên đánh trừ khi nào mà bị dồn vào đường cùng. Mà đó giờ có bị vô đường cùng lần nào chưa? Dạ chưa. À, may quá. Ồ vậy mình, bạn gái mình thì nói cho anh nghe luôn ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình. Tính em được nhận xét là hiền, chịu khó, cũng dễ chịu đó chị, sức chịu đựng cao. À, thấy hai người cũng hợp. Rồi thì cũng vui vẻ hòa đồng. Nhưng bạn còn nhỏ như vậy thì bạn đi tìm người yêu tiến tới hôn nhân thì mẹ có đồng ý không? Mẹ bảo là khi có công việc làm ổn định 1-2 năm thì hãy kết hôn. Bây giờ mình tìm hiểu tới đó mình kết hôn là vừa rồi ha? Dạ vâng. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì em rất thương nhà em nên em rất là người phụ thuộc vào gia đình. Dù ba má em không chịu thì em sẽ không quen. Ba má là trên hết. Nhưng mà ba má có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không? Dạ không, tại ba má em là siêu hiền. Vậy thì cái chuẩn của bạn, mình muốn tìm người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cái mặt phải gần giống em. Mặt gần giống em là sao? Ta bảo là vợ chồng thì cái mặt gần giống nhau. Cũng nhìn cũng phải phúc hậu. Cái mặt phải gần giống em, cái tiêu chuẩn này lạ quá vậy trời. Còn coi 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 giống tiêu chuẩn không? Gì nữa không? Cũng bằng em hoặc cao em chút xíu. Mà phải mặt phải giống giống em mới được. Giống em thì em thích hơn. Đâu coi coi giống mình đó không? Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Chờ chị. Giống tôi chết liền á. Vì để mấy cọng râu chi vậy? Mặt em thì phần lớn mọi người nhìn vào cứ nói là trẻ quá. Đâm ra là em phải để râu cho nó già một tí. Râu thì râu nó phải nhiều. Râu có mấy cọng lúng phúng kỳ cục quá à. Như vậy là râu cá chốt á. Không có giống mặt bên đây đâu. Tại vì bên đây là gương mặt ta phúc hậu. Để mấy cọng râu nhìn nó gian gian sao nó không có phúc hậu. Về nhà em cào râu đi lại. Ờ được, thà em nói vậy, đồng ý. À, để coi có giống cái điểm nào không nha. Cũng được. Thôi cạo mấy cọng râu tôi nhìn tôi khó chịu quá à. Tự nhiên để đây nè, mấy cọng râu chỉ đây nè em, nó kỳ cục cũng chết luôn vậy á. Nhưng mà đằng sau cái lớp râu đó nếu cạo đi thì cũng nét nét giống, cũng hơi giống giống được 60%. Ở bên kia có một quan điểm rằng là ba mẹ đồng ý thì mới đồng ý, còn ba mẹ không đồng ý thì dẹp luôn. Bạn thấy sao? Thì em thấy đó là một lợi thế của em. Tại sao bạn tự tin như vậy? Rất là tự tin. Phần lớn các bậc cha mẹ khi mà gặp em thì người ta rất là thích. Thích điều gì? Em không biết nhưng mà người ta thường giới thiệu con của người ta này kia cho em. Giới thiệu con người ta cho em luôn. Dạ. Có vẻ bạn là một trong những quản lý cao cấp của một công ty. Thành ra khéo ăn khéo nói, ga lăng này kia đúng không? Dạ cũng không biết. Đó là những cái tiêu chuẩn bạn đặt ra là muốn cái gương mặt giống mình. Đây. Thì thấy ảnh là giống rồi đó. Có cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích người nóng tính. Mình đây không kiềm chế được á. Không thích gì nữa không bạn? Em không thích tính đàn bà, cứ soi mói những chuyện nhỏ nhặt, hay xét nét, hay phàn nàn. Em chỉ thích người rộng rãi, thương ba má vợ. Có không? Được không? Được không? Ok. Ok hả? Không được, cặp này được. Nhưng mà cái này nè, bây giờ bạn gặp người đó tiếng sét ái tình đi. Mở cái màn lên yêu liền. Ừ. Em dắt về nhà liền. Rồi ba mẹ không chịu. Không chịu thì thôi, không quen. Rồi, hiểu rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Nghe hết rồi ha. Anh cứ yên tâm, em sẽ có cách. Nãy giờ bạn nhắc về gia đình bạn rất là nhiều. Con mà cưng như vậy phải có người đi theo chứ hả? Em nói là em đi chụp hình nên em đi một mình. Nhưng mà rồi mai mốt chương trình này phát ra bà nội thấy, ba mẹ em thấy. Dạ. Thì sao? Ba em sẽ la tại ba em không thích cho đi. Mà bà nội em thì cứ cương quyết là phải đi. À, có nghĩa là ba phản đối nhưng bà nội lại đồng ý. Dạ. À vậy bây giờ bà nội đang ngồi coi đó thì bây giờ mình hướng về màn hình mình hỏi bà nội coi thấy anh ngồi kế bên vậy là chịu ảnh chưa? Chứ thôi mai mốt phát lên không có đồng minh bà nội là tiêu luôn á. Hỏi thử nội, nội thấy ảnh ở bển được không? Anh này được không nội?
Nội trả lời được, được con, được. Rồi, nội nói được rồi đó, bây giờ mình kéo màn lên mình coi nha. Kéo màn mình đi. Hai phút bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nãy giờ anh nghe em nói chuyện anh cũng thấy rất là hay, anh cũng muốn xem thử hôm nay anh gặp một người như thế nào. Anh có bông hoa này anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em có thấy anh giống như những gì em tưởng tượng không? Dạ không. Anh thì mặt cũng phúc hậu, cũng tròn tròn, trán cũng cao, chắc cũng thông minh. Mà tuổi hợi thì không có hợp với em lắm. Anh tuổi trâu em ơi. Anh 85 là phải là hợi chứ anh. Anh là tuổi trâu. Trâu thì cũng được. Em học tướng số luôn á hả? Em cũng hơi hơi rành. Anh cũng nghiên cứu về tướng số, phong thủy. Dạ. Thực ra anh nhìn cũng... Rối rối rồi. Mà nếu anh làm việc hành chính là tối về là anh mệt, anh phải về nhà ngủ rồi đúng không? Làm việc giờ hành chính nhưng mà lúc về thì anh sẽ tìm những cái công việc để mà enjoy cho cuộc sống của mình. Ngoài ra thì anh cũng thường tổ chức những cái chuyến đi phượt. Ví dụ vừa rồi là đi xuống Sa Đéc thăm làng hoa. Nếu như có thể em có thể sắp xếp được thời gian hoặc là anh có thể đến anh gặp ba mẹ em thì anh sẽ thuyết phục ba mẹ em. Anh với em sẽ làm một chuyến đi ra xa khỏi thành phố cùng với những bạn bè. Anh càng nói em càng không tin, anh độc thân tới giờ. Như em có gửi giấy chứng nhận độc thân chứ mà. Là anh tính kết hôn bây giờ chưa? Có thể là bây giờ hoặc là một năm sau. Anh có kỹ tính hay gì không mà vẫn 30 tuổi có công việc ổn định mà vẫn độc thân? Thực ra thì nói chung đó là một cái duyên. Khi mà người con gái, khi mà anh nhìn anh cảm thấy rằng anh muốn tiến đến với người đó. Dạ. Anh có hút thuốc không? Thật nha, không có xạo đó. Người ta nói là thường những người hút thuốc là sẽ có cái mùi. Thôi không có dài dòng, em không thích văn vẽ có hay không thôi. Không. Không? Ừ. Sao nó giống có vậy? Em nghĩ là có đó. Anh... Ủa, em ngửi thấy mùi rồi đó hả? Em cách nói chuyện em nghĩ là chắc cũng có đó. Anh có uống rượu bia không? Anh làm ăn mà sao không uống rượu bia được, phải giao tế chứ. Nếu như mà đối tác người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ không có ép bia. Anh không biết uống luôn. Uống được, có thể uống mười mấy chai hoặc là một két. Mười mấy chai mà không biết uống. Nhưng mà không thích uống bia. Nếu như em quen anh lâu hơn thì em sẽ hiểu thêm về anh. Em mới quen em thấy rối não quá. Bắt giờ bà nội thôi. Hỏi nội đi, coi nội chịu không kìa. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1. Quyết định hay không quyết định tùy theo bản lĩnh của mỗi người. 2 và 3. Hết thời gian. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bâng khuâng, năm nay chẳng gặp tình. Dạ, giọng hát của anh ngọt ngào, sâu lắng. Em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn chị. Trời ơi, nhạc xuân buồn luôn hả? Sấy vừa phun. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên kia và tất cả mọi người. Em tên là Vân, em quê ở Nghệ An và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, thưa chị, em vào được 2 năm rồi chị ạ. Em đang làm công việc gì? Công việc hiện tại của em là kế toán kiêm với bán hàng online á chị. Mình làm việc ở đâu em? Dạ, em làm ở Gò Vấp á chị. Gò Vấp đi xuống Nhân Trạch thì cũng gần chứ không đến nỗi xa lắm ha. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ em nấu ăn ngon, em sắp xếp được công việc nhà, đúng gu là người phụ nữ của gia đình hả chị, sống biết trên dưới và nhược điểm của em thì bao la. Khi mà em không vừa lòng một cái vấn đề gì đó chị thì em thường hay thể hiện ra mặt đó chị, là mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo luôn ấy. Nhiều lúc em thẳng tính quá nên là cũng dễ bị mất lòng. Đó là hai cái nhược điểm lớn nhất của em. Thế còn em, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì nhiều lắm chị. Như là thích hát nè, thích làm từ thiện nè, thích đi du lịch và thích mạo hiểm những cái trò chơi nào rất là mạo hiểm vậy. Cả khuyết giác mạnh là em rất là thích. Trời ơi. Dạ. Còn khuyết điểm? Còn khuyết điểm của em là nói chung hay mất nước, khóc nhẹ lắm. Ai mà chọc chè giận giận em là làm khóc à.
thích chơi mạo hiểm mà lại khóc nhè. Ai chọc giận em là em khóc mà không nói được những gì hết á. Vậy là khóc luôn. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi, có nhiều thôi à. Nhiều đó thôi. Dạ. Rồi bây giờ mình hát thử một bài hát cho nó sôm lên. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bân khuân, năm nay chắc gặp tình quân. Em cảm nhận về giọng hát ảnh như thế nào? Dạ, giọng hát của anh ngọt ngào, sâu lắng. Em nghe nhạc xuân mà em cảm giác em buồn luôn đó chị. Trời ơi, nhạc xuân buồn luôn hả? Rồi, bây giờ nói về tình duyên một chút xíu đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ, em trải qua hai mối tình chị. Hai mối tình? Một mối tình thời sinh viên, còn một mối tình thì bạn trai đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc á. Thành ra là cũng không có xác định lâu dài với nhau. Nên là bọn em chia tay. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, cũng gần một năm á chị. Rồi, vậy thì bạn trai? Em thì nói chung ra là chưa có mối tình nào hết chị. Gì? Tại vì nói chung ra em thì không biết tỏ tình như bao chàng trai khác. Dở lắm. Thành ra thế tới giờ. Rồi bây giờ mình nghĩ là mình có thể nào có cách tỏ tình với cô gái bên này không? Chút chút, tại vì em cũng mới học hỏi giữa nhiều nhiều bạn rồi em có thể rút kinh nghiệm được chút học chút. Học hỏi bằng cách nào? Mình đi chơi á, rồi em có thể học hỏi được cách bạn nam cua gái như thế nào. Rồi em sẽ rút kinh nghiệm từ đó ra. Quan trọng phụ nữ thích là được quan tâm, chăm sóc. Mình yêu thương người ta, mình thích tâm, mình phải để ý người ta. Mình phải biết được là ở cái đường đi lối về của cô ta, cô làm gì, đi đâu. Dạ. Mình phải biết được cô thích ăn món gì, lúc cô nào cô giận, lúc nào cô vui. Dạ. Chỉ cần một chút xíu đó là hạ gục được đối phương liền. Nói dạ. chung mình phải có lòng, phải có tâm. Dạ. Còn cứ anh thích em, anh yêu em nhưng mà cứ cà lơ phất phơ là không bao giờ vô được phụ nữ. Dạ. Nha, dạ. Đó là kinh nghiệm chị Tường chia sẻ đó. Dạ, cảm ơn chị ạ. À, bây giờ mẫu người lý tưởng của hai bạn là gì? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Trước hết là phải chín chắn, chính chạc và có công việc ổn định á chị. Em thích một người bạn trai có khiếu hài hước. Nhưng mà đừng có nói nhiều nha chị. Tại vì bình thường em nói nhiều lắm. Em không thích bạn trai quá kỳ bo á chị. Và quá gọi là hay nói phét á chị. Nhưng người bạn trai chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu thì em nghĩ như thế nào? Chắc có lẽ là bạn ấy nhắc gái hoặc là gì. Em có thích người như vậy không? Cái đó không quan trọng đâu chị, em có kinh nghiệm rồi. Rồi, em thích người bạn gái như thế nào? Một người phụ nữ truyền thống, biết chăm lo gia đình và yêu thương mọi người xung quanh và hiếu thảo với cha mẹ. Chỉ thế thôi. Về ngoại hình? Như Lương Vĩnh Hữu vậy thôi chị. Tầm cao khoảng từ 1m55 đến 1m6 đổ lại thôi. Chung là cũng vừa người. Dạ. Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng ha, chị Tường sẽ kéo cái cửa trái tim này ra. Hai bạn sẽ trực tiếp nhìn thấy nhau để xem là đối phương có trùng khớp gì với cái mong muốn của mình hay không nha. Dạ. Mở cửa trái tim. Anh có muốn gửi cho tặng em? Dạ. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm nhận đầu tiên khi mà mình nhìn thấy nhau. Em thấy bạn nữ này cũng xinh. Dạ, em cảm ơn. Có phù hợp với cái mẫu người em đang tìm không? Hợp được khoảng bao nhiêu phần trăm? Tầm 85% thôi chị. Dữ vậy, cao quá vậy. Rồi, em trai, em gái. Thật nhìn thì em thấy anh là một người khá là chín chắn. Em nghĩ anh là một người từng trải. Nhưng mà nếu mà không nói... Là chưa yêu. Đúng rồi chị. Nếu mà nói là chưa có một mối tình vắt vai nào thì cũng hơi khó tin. Khó tin nhưng đôi lúc đó là sự thật. Có khi nào ra ngoài em sẽ biết anh như thế nào thôi. Tại vì cái cách tỏ tình anh không ấy như đừng có làm gì anh buồn anh khóc á nha. Dạ. Anh này có nhà lắm. Dạ. Nhà không dỗ được đâu đó rồi. Em có hay khóc không? Dạ em không hay khóc nhưng mà em hay chọc người khác khóc. Chết luôn. Vậy là khổ đời anh. Rồi bây giờ vậy, chị có một cái trò chơi nhỏ nhỏ nha. Trên đây dạ. tay chị Tường là những cái lá bài. Mời bạn trai bốc trước. Em chọn màu đỏ đi. Đỏ đi cho nó hên ha. Đỏ nó tỏ tình thương thưa chị. Rồi màu đỏ nó tỏ tình thương một. Bạn hãy thể hiện một năng khiếu nổi bật nhất. Hát đi. Rồi hát đi. Bolero vui hay buồn? Vui đi. Vui đi. Yêu chị hay lúa. Rồi yêu chị hay lúa. Vui. Chị chẳng ơi. Qua là diễn số. Anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô người xưa, chán ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy, hương em dãi dầu nắng mưa.
tiếc bao người con gái mang tình yêu đến tặng cho anh. Dẫu anh không đẹp trai, biết bao phụ nàng khen anh có tài. Ôi cho tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ kỳ. Hay, rồi mời bạn gái. Dạ, em chọn màu đỏ đi. Đỏ luôn hả? Dạ. Đọc lên. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? May mắn cho em quá. Anh có run không anh? Hãy đứng lên và đưa có tay. Có phải là lần đầu của anh không? Đưa qua trái tim, đúng rồi. Em xin phép ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cảm nhận như thế nào? Chỉ mới hôn tay thôi nhưng mà em thấy cũng là anh là một người khá là ấm áp. Cũng là một người cần cù chịu khó. Em chỉ nhìn tay thôi ạ. Ghê quá, nắm tay không? Cái mà biết là cần cù chịu khó nữa. Em đúng chuẩn quá. Ok, được rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ cho hai bạn một cái không gian riêng để trò chuyện với nhau ít phút thôi. Và chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn trưa. Hôm nay thì Tường đã có gọi sẵn đồ ăn cho hai bạn. Đó là món bò khoai và cơm bò cay. Ai ăn cay được nè? Ăn cái gì cũng được, dễ nuôi lắm. Em ăn cay được không? Dạ, cay nhẹ thì em ăn được. Còn thôi, em ăn bò khoai đi, bên đây là cơm bò cay. Rồi, mời đồ ăn vào. Dạ. Đây là đồ ăn thì Tường đã gọi từ quán ăn nhanh Mr. Stick nằm ở 219 đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Ở đây quán rất là đặc biệt. Mình chỉ đến đó mình gọi rồi mình đem đồ ăn đi. Hoặc là khi mình đi đâu chơi ở đâu đó, dạ, mình picnic đi chơi bạn bè, mình cần ăn uống nhanh mình điện thoại trong 15-20 phút người ta sẽ mang đến cho mình luôn. Dạ. Có cái số điện thoại hotline luôn trên đây, mình có thể gọi trực tiếp, ta đem tới. Dạ. 0286275-4069. Dạ. Rồi bây giờ mời hai bạn cứ thưởng thức món ăn của mình. Chị Tường, dạ, cũng ra ngoài gọi tới ba món lận ra ngoài kia ăn. Dạ. Ngồi đây để hai bạn tâm sự. Dạ. Dạ. Vừa ăn nha, ăn nha, ăn mới biết thức cảm nhận thức ăn này như thế nào rồi tâm sự với nhau nha. Dạ. Vừa miệng không anh? Ngon à? Dạ em cũng thấy ngon. Anh ăn uống có dễ không? Dễ mà. Anh tự nấu ăn hay là anh đi ăn cơm tiệm? Tự nấu có, ăn cơm tiệm có. Bữa nào xiên thì nấu, còn làm biếng thì đi ra tiệm. Dạ, anh nấu ăn ngon không? Cũng được chút chút. Em cũng thích ăn đồ miền Tây lắm. Nào giờ em có ăn món canh chua miền Tây chưa? Dạ em ăn rồi, em thích chắc là món đó. Như thế vậy là em sẽ có cơ hội được ăn món đó rồi. Canh chua bên miền biển. Anh chắc là chưa ăn mấy món miền Trung nhà em đúng không? Đúng rồi. Anh chưa ra Nghệ An? Chưa, mới đi ra tới Bình Định thôi. Hết lâu lắm rồi mà chưa có một cơ hội nào đến đó được hết. Có dịp em mời anh ra quê em chơi. Đúng rồi. Sở trường em thích hát không? Cái đó gọi là sở đoản của em đó. Gì đó hả? Dạ. Tại vì em hát xong rồi em sợ mọi người đi hết. Anh có hay gọi điện về nhà không? Gọi điện cho bố mẹ là nhiều. Nhưng mà gọi về bố lần nào cũng khóc hết á. Có sao vậy? Tại vì mình khóc nhà mà nhớ mẹ. Mẹ nói con ơi, sức khỏe con cái này sao rồi? Tự nhiên cái khóc rồi. Vậy đó, hay khóc nhà từ chỗ đó đó. Mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn con lập một gia đình để yên bề gia thất, để cho cha mẹ vui. Mới vậy mình mới lên chương trình bắn bướm hẹn hò để tìm một quãng đời còn lại của mình. Hôm đây thì cũng gặp em, hy vọng sau chương trình em có thể mình với nhau, cho nhau một cái cơ hội. Sao cảm nhận đồ ăn bữa nay vậy? Tường gọi cho hai bạn như thế nào? Dạ cay. Cũng ngon chị. Cay không? Cay. Ăn được không? Dạ được. Ngon hả? Bây giờ em ăn như thế nào? Ngon chị. Ngon ha. Ăn thì ngon rồi, ăn có người mời là quá ngon rồi. Nhưng bây giờ vô cái chuyện tình yêu, hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ được gì nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đám cưới thì chúng ta sẽ về sinh sống ở đâu? Tùy theo bạn nữ thích thôi, bạn nữ thích đâu thì em sống đó. Bây giờ mình sẽ hẹn hò như thế nào với cái đường quãng đường như vậy? Một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Thì một tuần thì em có thể nhín ra thời gian ra là 3-4 ngày chứ có lẽ là được. Dữ vậy? Dạ, tại chắc vì không đó ông. Chắc thời gian em làm rất là như phải là như người ta vô tư. Vô tư nhưng mà em chạy nổi không? Dạ nổi, em còn làm thêm bên ngoài nữa cơ. Em làm bên tư vấn và vốn còn làm thêm nữa. Bây giờ vậy cuộc sống kinh tế tài chính em đã ổn định chưa? Dạ thưa chị, ổn định chút nào rồi chị. Chút nào rồi, bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nó phụ thuộc vào bạn nữ thôi. Nếu như bạn nữ thì muốn tiến tới thì em tới, còn bạn nữ kêu chờ thì em chờ. Em thích người chàng trai cũng rất là thiệt tình mặc dù chưa yêu lần nào. Tụi em có coi tuổi, có kỳ tuổi hợp tuổi gì không? Em cũng có hơi mê tín một chút. Ồ, em tuổi gì? Tuổi con gì? Dạ em tuổi mùi chị. Tuổi mùi, em muốn tìm bạn trai tuổi gì? Em muốn tìm bạn trai tuổi tuổi ngọ hoặc là tuổi tuổi mão. Mùi. Mùi mão. Mão, mùi mão là mèo á hả? Là con mèo á chị. Thì mèo đó, mùi sao mèo. Em tuổi con gì? Dạ em tuổi mão. Tuổi mão là hợp tuổi nè. Dạ là
Vậy là trúng ý rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi đó là trúng ý về những cái gì mình chia sẻ thôi. Bây giờ đến cái giây phút quan trọng là thật sự trong lòng các bạn cảm nhận như thế nào. Bây giờ em phải thử tỏ tình đi. Em nói như thế nào để cô ấy có thể bấm nút cho em nha. Nó lãng mạn, nó nhẹ nhàng một chút xíu. Thử đi, có chị ở đây ủng hộ em. Nếu chị nhớ nha, ủng hộ em nha. Em xinh quá à. Cảm ơn. Em có bao giờ mà nắm tay một người bạn trai mà em có cảm thấy hồi hộp không? Dạ có ạ. Còn anh thì cũng rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất là vui. Thôi chỉ vậy thôi, tại tỏ tình anh dở quá. Trời ơi em. Giờ nói không được, có đọc thơ, có bài thơ nào tỏ tình không? Dạ có. Rồi đọc đi. Em cười xinh quá à. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt mà cả đời nhớ thương. Nàng trao một nửa nụ cười làm ta để mắt cả đời nhớ thương. Dạ. Thôi được rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ là thời phút quan trọng. Bấm nút là để hẹn hò với nhau, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Cái nút bấm này không phải để tìm bạn bốn phương và kết bạn để chơi uống ly cà phê rồi về. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Như vậy là đèn của hai nửa trái tim đã cùng sáng và ghép trái tim lại với nhau. Mời em trai em đã thành công rồi. Tỏ tình cũng chưa hay lắm nhưng mà cũng rất may mắn nắm tay nhau đi hai bạn. Kể từ ngày hôm nay các bạn ấy đã chính thức cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Và mình chưa có kinh nghiệm cũng không sao cả, nhưng quan trọng là mình có tấm lòng. Hãy nhớ nha, đừng bao giờ để cô ấy cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Như vậy thì mình mới giữ được trái tim.